Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách tạo hoặc là đăng ký được cái tài khoản mạng xã hội Instagram nhé. Và để tạo được cái tài khoản Instagram này, đầu tiên các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng Instagram về máy nhé. Các bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng App Store. Còn các bạn nào mà sử dụng điện thoại Android thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng CH Play để các bạn tải cho mình cái ứng dụng này về nhé. Tiếp đến khi các bạn tải cái ứng dụng Instagram về máy rồi thì để đăng ký được thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ứng dụng này nhá. Tiếp đến thì ở đây thì mình chưa có cái tài khoản này cho nên các bạn sẽ chọn vào cho mình cái dòng là tạo tài khoản mới. Tiếp đến thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái số điện thoại nhá. Ở đây thì mình sẽ điền cái số điện thoại của mình đang dùng vào đây nhá. Các bạn nào mà đăng ký bằng cái tài khoản email thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái đăng ký bằng email nhá. Còn ở đây thì mình đăng ký bằng cái số điện thoại và mình đã điền cái số điện thoại của mình vào đây rồi. Sau đó thì mình sẽ chọn tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ tạo cho mình cái mật khẩu ít nhất là gồm 6 chữ cái hoặc là chữ số nhá. Mình sẽ chọn tiếp theo. Đó thì ở đây thì hệ thống có hỏi cho chúng ta là chúng ta có lưu cái thông tin đăng nhập hay không. Thì các bạn có thể chọn nút khác hoặc lưu. Ở đây thì mình không cần lưu thì mình sẽ chọn nút khác. Ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái ngày tháng năm ở đây nhá. Các bạn nhớ là năm thì ở đây thì rất chi là khó cho nên các bạn đang bao nhiêu tuổi thì các bạn sẽ điền ở đây nhá. Các bạn để ý nhá. Khi chúng ta kéo lên thì cái số tuổi ở đây nó sẽ hiện nhá. Thì các bạn sẽ điền đây cho mình. Đây nhá, các bạn nhìn đây nhá. Đang là 65 tuổi này, các bạn sẽ điền cho mình nhá. 28 đây nhá. Đó, và ở đây thì mình sẽ chọn tiếp theo này. Tiếp đến thì các bạn sẽ điền cho mình cái tên đầy đủ ở đây nhá, để cho bạn bè của các bạn có thể tìm thấy bạn nhá. Cái tên này chính là cái tên nick Instagram của các bạn nhá. Mình sẽ chọn tiếp này. Đó, ở đây thì cái tên người dùng này nhá thì các bạn có thể chỉnh sửa nhá. Ở đây của mình đang là 8163. Ở đây thì mình có thể sửa lại nhá. Đó, mình sẽ chọn tên người dùng này không dùng được này. Đó, thì mình sẽ khi cái tên của mình muốn đặt mà nó đạt được cái yêu cầu thì ở đây thì nó sẽ tích xanh nhá. Vừa cái tên của mình là không thêm chữ HD này thì nó sẽ trùng với một ai đó cho nên là không phù hợp, cho nên là mình đã thêm cái chữ HD vào đây rồi. Và giờ ở đây thì đã đủ điều kiện, nó đã tích xanh rồi nhá, thì mình sẽ chọn tiếp. Ở đây thì để đăng ký thì hãy đọc những cái đồng ý với các điều khoản chính sách của chúng tôi. Ở đây thì mình chọn là tôi đồng ý nhá. Và đây thì các bạn có thể thêm cho mình cái ảnh đại diện nhá. Mình sẽ chọn thêm ảnh. Mình chọn là từ cuộn camera này, tức là cái ảnh mình có sẵn nhá. Đó, mình sẽ chọn một cái tấm ảnh mà mình muốn đặt nhá. Này. Và ở đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa cho mình nhé. Đấy, các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ như này. Đó, chỉnh sửa này. Và các bạn có thể xoay nhé. Và là mình sẽ để như này. Và mình sẽ chọn xong. Ở đây thì các bạn nào mà muốn chia sẻ cái ảnh này dưới dạng bài viết thì các bạn có thể tích cho mình gạt xanh này nhé. Và ở đây thì mình sẽ không, thì mình sẽ chọn xong. Và ở đây thì mình đã tạo tài khoản thành công và họ đã báo là chào mừng nhá. Tiếp theo bạn có thể cho phép truy cập vào cái danh bạ thì mình sẽ chọn tiếp này. Và ở đây thì các bạn có muốn chia sẻ các liên hệ như thế nào thì ở đây mình sẽ chọn là cho phép truy cập đầy đủ. Và ở đây thì nếu mà các bạn nào mà muốn theo dõi thêm một ai đó thì các bạn chỉ cần tích vào thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn bỏ qua nhá. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tạo và đăng ký được cái tài khoản của mạng xã hội Instagram nhé. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.